mấy con cá phi trong đây cũng 70.000 ký này hả chú? À 75 hả chú? Lần này là lần thả bổ sung ha. Hôm trước thì có thả một đợt rồi, giờ mình thả bổ sung thêm. Hôm đây là cỡ đâu đó cỡ hơn 1 ký cá rô phi con. Nếu mà đếm ước chắc cũng khoảng 150 con. Thêm 20 con cá tra. Cá tra là giống cá da trơn á, nó giống như cá ba sa, cá dứa vậy, nhưng mà sống ở nước ở trong ao, không cần sống nước chảy. Thôi giờ thả thôi. Mùa này nước cũng ổn định rồi, thành ra cũng không có cần phải, nước cũng khá ổn định, không cần thiết phải cho nó làm quen môi trường gì đâu, cứ đem về thả thôi. Sau tiết mục thả cá sẽ là tiết mục đi hái bơ. À, cái cây bơ này thì có lẽ là mình đã không biết có khoe lần nào các bạn chưa nha, để có khoe chụp hình rồi một lần. À, đây là cái cây bơ giống, không biết phải giống công ba tư hay không, trồng cũng được 6-7 năm rồi. À, mỗi năm ra vài trái, phần lớn là trái đực không. Hồi xưa không biết là bị cái giống gì, cái cây bơ ra cái trái dị hợm, sau này coi mấy bạn ở trên Đắk Lắk á, coi top mấy bạn trên Đắk Lắk thì mới biết là cái trái này là trái đực. À, và năm nay cây bơ nó cũng khỏe hơn năm ngoái, cho nên nó cũng có hai cái trái cái tức là cái trái mà có hạt á. À, tức là trái có hạt, nhưng mà hôm trước bị mưa dông, từng rồi bị mưa dông cái nó rụng hai cái trái có hạt rồi, nhưng mà nhờ vậy mới biết là bơ đã già. Hai cái trái rụng xong chỉ để khoảng 3 ngày là tự nó mềm mà chín ăn cũng khá là ok. Thì bơ đã già rồi thì hái thôi, chứ để trên cây nó cũng vậy à. Thế hôm nay hái bơ cũng cỡ như được bằng trái dưa leo. Được bằng trái dưa leo thôi thì hái. Đây. Đây ha, đấy. Thấy không? Bằng trái dưa leo. Tới tuổi tới lúc thì thu hoạch thôi. Đây nè, trong tán lá nè. Hồi đợt mà đổ đất này kia nọ cũng bị gãy hết một cái cành lớn, rất là tiếc. Cho nên bị mất cũng mấy chục trăm thu hoạch. Mấy chục trăm thu hoạch á. Đâu cỡ 40 mấy trái mà bây giờ chỉ còn được có 20 mấy trái thôi. Thôi để mình tắt rồi mình thu hoạch cho xong đi. Chắc cái này vào để chín chắc làm cũng được một tô lớn á. Làm được một tô lớn ăn bơ Tiền Giang, cần gì phải bơ Đắk Lắk. Tiền Giang cũng có bơ mà.